Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải, triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Trung ương và của tỉnh, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sở đã rà soát lập danh mục các dự án công trình giao thông, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị đầu tư xây dựng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 85 ngày 19 tháng 6 năm 2018, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020. Về cơ bản, các quy hoạch được triển khai thực hiện tuân thủ các nội dung quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Hiện nay, nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp ứng mục tiêu cho từng giai đoạn quy hoạch. Trên địa bàn tỉnh chưa có đường cao tốc nào. Một số quy hoạch giao thông vận tải phải điều chỉnh, bổ sung cục bộ trong quá trình thực hiện để đảm bảo phù hợp với khả năng nguồn lực, điều kiện thực tế và định hướng phát triển chung của tỉnh. Về tình hình triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Trung ương và của tỉnh, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2020-2025 tập trung thực hiện một số dự án công trình giao thông trọng điểm như đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình giai đoạn 2, đường thành phố Hòa Bình Mộc Châu, đường nội thành phố Hòa Bình Kim Bôi, đường tỉnh 433, đường tỉnh 450, đường tỉnh 436. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình giao thông trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Hòa Bình thời gian tới. Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh cũng được tăng cường. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông trong thời gian qua đã cải thiện và giảm trên cả ba tiêu chí. Tuy nhiên, tình trạng xe quá khổ quá tải tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra khá phức tạp, nhất là trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Đường Hòa Lạc Hòa Bình không chỉ làm cho hệ thống giao thông nhanh xuống cấp, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề, như đối với công tác triển khai thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải, cần sớm cập nhật các nội dung quy hoạch ngành giao thông vận tải tích hợp vào quy hoạch tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn, đồng thời đẩy mạnh thực hiện thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với việc triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Trung ương và của tỉnh, đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy quan tâm sớm xem xét cho ý kiến đối với phương án đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình giai đoạn 2 để Sở Giao thông Vận tải có cơ sở tiếp tục triển khai. Đề nghị các sở ngành liên quan và các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đang triển khai thi công như cầu Hòa Bình 2, cải tạo nâng cấp đường tỉnh 435, đồng thời quan tâm bố trí vốn cho các dự án. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ghi nhận những nỗ lực của ngành giao thông vận tải tỉnh trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, giao thông vận tải có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, nhiệm vụ lâu dài ngành giao thông vận tải tỉnh cần tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thực hiện quy hoạch giao thông có tầm nhìn dài hạn, huy động các nguồn lực nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cái nhiệm vụ trọng tâm nhất của ngành giao thông là gì? Là phát triển hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, tổ chức đi lại làm sao an toàn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí nhiều mặt của con người. Thì trong thời gian tới thì tôi đề nghị ngành giao thông là cái phải tuyên truyền phổ biến quán triệt văn kiện Đại hội Đảng 13 và Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 17, thấm nhuần từng câu từng chữ trong cái nghị quyết. Trong đó thì cái phần mà giao thông rất là quan trọng, chưa có nghị quyết nào mà ghi cụ thể từng tuyến đường trong ấy. Trên cơ sở cái thấm nhuần với các đồng chí cập nhật vào chương trình công tác, chương trình hành động để sớm đưa cái nghị quyết vào cuộc sống.
để biến cái nghị quyết nó thành hiện thực. Trong giao thông, công chí có cái nhiệm vụ rất là quan trọng là đảm bảo sự an toàn giao thông. Vì thế các công chí phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đến từng tổ chức, từng cá nhân, và đi đôi với việc tổ chức kiện toàn bộ máy thì gắn cái việc mà đào tạo bồi dưỡng cán bộ, với cái việc này gắn cái đây là phải chuyển đổi số và cải cách hành chính thật mạnh mẽ, làm sao mà ngành giao thông phải trở thành điểm sáng của cải cách thủ tục hành chính. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí đề nghị ngành giao thông vận tải tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nhanh, an toàn, hiệu quả. Vốn bố trí rồi, bây giờ làm sao đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt cho lĩnh vực giao thông. Giải ngân nhanh, an toàn, hiệu quả. Chúng ta kiên quyết không thể để cái tình trạng đọng tiền này. Nhưng mà phải làm đúng, làm chuẩn. Mà muốn có nguồn lực nữa thì lại quay về mặt bằng. Thì công chí ở huyện, công chí phải quyết quyết liệt cái chuyện này. Gắn với cái việc đấy là trách nhiệm giải phóng mặt bằng của địa phương trong tất cả các công trình. Ngoài những công trình giao thông công cộng, kể cả các dự án thương mại, các giao thông nông thôn, thì ủy ban đã có tổng kết. Cái việc này thời gian tới phải làm mạnh mẽ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành giao thông vận tải tỉnh quan tâm tổ chức lại lực lượng thanh tra, giám sát giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các điểm đen, xe quá khổ quá tải để bảo vệ hạ tầng giao thông. Liên quan đến các kiến nghị đề xuất của ngành giao thông vận tải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới.